cô chú ơi, chị nè. Chị ăn gì á? Nhìn đâu à? Đang suy nghĩ về cái gì vậy? Đang suy nghĩ về cái trái chuối đang cầm trên tay hả? Ngon con. Ngon không? Trời ơi, coi kìa. Đó, coi cái miệng ăn chuối rồi cô chú kìa. Khổ, ôi đã chưa? Quá đã. Ô trời ơi, cắn thêm miếng thứ hai nè. Miếng thứ hai này cắn ra hả? Chưa được miếng nào hết. Cắn miếng thứ ba nè. À, bây giờ là mẹ sẽ kể cho cô chú nghe chuyện tình quả chuối của chay nha. Thì hồi nãy là bà cố mới lột cho chay trái chuối. Chay cắn cái miếng thứ nhất quá đã, nuốt liền. Cắn thêm miếng thứ hai cũng còn sương sương, rồi tới cắn thêm miếng thứ ba thấy ngán quá tên thôi lấy miệng ra không cắn. Giờ chỉ cần là liếm chuối thôi chứ còn ăn không ăn nữa. Đó, giờ đang chỉ có chơi vơi với quả trái chuối trong miệng thôi. Đó, thấy không? Thấy không? Thấy mẹ kể đúng không cô chú? Chơi vơi thôi chứ đâu có cắn được miếng nào đây. Sự tích chay và chuối. Đó, rồi giờ miếng thứ năm nè, nãy giờ nhơ nhơ rồi cắn thêm được miếng nè. Miếng thứ sáu. Ủa có được miếng nào không vậy? Không thấy. Cái miệng cũng chưa có thể dở ra được. Mẹ cho mẹ con chay gặp một bà mẹ xàm thì thôi luôn á chay hả? Đó, giờ cắn miếng nhẹ thôi. Đó, cắn miếng thứ bảy là đi nhẹ nhàng thôi, xí thôi. Làm xí thôi. Mẹ rảnh chứ sao? Chay mà mốt mà nó lớn lên. Nó coi mấy cái video clip này lại chắc nó hờn mẹ luôn á. Coi quay nè, coi quay nhỏ quay. Đó, cô chú ai có ai thèm ăn chuối không? Có chay chịu thua với mẹ luôn á chay hả? Đó, ui trời cũng ăn gần được nửa trái rồi. Trời mặt chay không có bụng luôn mời. Zoom luôn ta không thấy một bụng luôn á. Wow, mặt chay là bún gà sữa luôn á. Chay nhìn mẹ này chay. Chạy đi. Nước cho ba mày. Uống sữa không? Uống sữa không? Chạy thở dài. Nó mệt bà này qua đây tôi để tôi enjoy cho tôi coi cái máy tôi một chút. Đó, bắt đầu tiếp tục. Chắc cái miếng này nãy giờ cắn xuống miếng thứ 10 rồi đó. Gắn quá chứ. Đó, cô vô coi cặp mắt kìa. Mắt dữ tợn không? Mắt này hút thu hút không? Mắt với cái mũi nè. Gì vậy? Bỏ tay vô miệng chi vậy? Thu hút mọi ánh nhìn luôn đó cô chú. Mẹ quá quẩn luôn rồi. Clip này chay cô chú này chỉ không làm gì hết, chỉ ngồi coi cận mặt chay thôi. Từ mắt, mũi, miệng, trời ơi có cái nhân trung kìa, ở giữa có cái nhân trung mà. Nhân trung cũng sâu ấy chứ phải. Nghe nói người ta nói nhân trung sâu là có hiếu lắm á. Mẹ rảnh quá, rảnh luôn. Đó, chuyện tình quả chuối bây giờ đã được nửa đường rồi cô chú ơi, được nửa trái rồi. Tiếp tục đi chay, tiếp tục đi con. Ăn chuối đi con. Nó nghe mình nói hết á, mà nó không để ý mình thôi. Con coi cái tay cầm quả chuối nè. Từ bàn tay, ngón tay, mẹ mới cắt ngón tay nên nhanh sạch vậy đó cô chú. Ta mới ăn cơm xong mà giờ ăn thêm nửa trái chuối này là thôi, no cứng bụng luôn chứ gì nữa. Phải. Chị phát cũng là có phải không? À. Hello đi. Hello gọi ngoại đi. Ngoại ơi. Chị đi. Làm gì á? Hả?
Trời ơi con. Ôi té 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 té. Chay lấy cái chia đều đổ đầu đi chay, lấy chia đổ đầu rồi chay. Ở dưới đất á, lụm lên đổ đầu coi. Lố. Alo đó. Alo đi. Trời ơi con, ngồi như người lớn không. Buổi sáng ngồi bấm điện thoại, trời cái miệng cười mỉm mỉm. Sao giống mẹ lúc nhắn tin vậy chay? Hả? Để lại mặc quần vô đây. Trời ơi, coi kìa, đó. Đóng đi. Đây. Trời ơi. Trả điện thoại lại đây. Ô ô gì? Hả? Ô ô gì? Trả điện thoại lại đây. Đồ mặc cố là đồ cổ không hả con? Đụng vô là phải đền đồ mới đó con. Ai, à, ai gọi mà hấp dẫn vậy hả? Ai nhắn tin nè, ai nhắn tin con à, con nhắn lại mẹ coi coi. Alo đi, alo đi. Bố. Bố. Bố, ừ. Chay. Ừ, Chay đang ở nhà. Có gì không, rủ Chay uống cà phê hả? Chay đâu có tiền trả tiền uống cà phê đâu. Uống cà phê không, hay uống trà sữa. Con nói đi cà phê. Nói cà phê đi. Cà phê. Rồi coi bả kìa. Đi lại mặc cái quần vô. Nay sao tự nhiên xuống lạnh lạnh còn có 70 nữa chứ. Nè, thẳng bà cố bầm hết trơn, đụng không biết đụng luôn. Đâu mà nó bầm chứ nó trời nè. Đây nó mẻ kìa. Máu luôn nè. Tự nhiên giờ vô xe, đây nó nghe nè. Cứ bấm cái đó mà sai đi, cái nó bị emergency ấy đó. Trời ơi. Hỏi alo. Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Em nè, em đang ngồi trên chiếc siêu xe của em nè. Không chê em nghèo thì lên siêu xe em đèo. Vô. Vô. Nói đi. Không chê em nghèo thì lên siêu xe em đèo đi chay. Rồi iPhone bị vô hiệu hóa rồi kìa. Thôi trả lại đây, đây. Ồ ồ gì? Trả điện thoại đây. Ở đây. Không, không mấy giờ cho chuồng luôn à. Nô cái gì mà nô, cái con cầm điện thoại bà cố làm gì? Con ạ à mẹ đi. Ạ à mẹ. Trời ơi con bà ngồi bà gác chân. Bà hai ha, cái gì vậy bà hai? Nó còn ngồi gác chân kìa, nó khỏe chưa? Gì kiến gì? Hey, đeo cái này lên đi chay, chay lượm cái đó đeo lên đầu đi. Đeo đầu đi, lại cho cố đeo đầu con ơi. Ui trời, ui trời, ui trời. Cái gì dữ vậy? Có cái hình con để vô, để đổi cái khăn cái thương quá trời luôn. Ui trời 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 trời. Giỏi. Rồi, đợi đợi. Đội căng lên đi, đội căng lên. Cuốc này nó kì. Đại bạn quần nhỏ đội căng. Đội căng ở chuồng sao? Trời đất ơi, cô chú ơi, coi coi nè, coi nó nè. Coi được không? Trời đất ơi, chui vô trống làm gì? Hả? Hả? Chui vô làm gì? Bước ra, lụm gì đó? Hả? Lụm được cái gì rồi? Cho đây coi coi. Vô lụm ngôi sao đi. Trời ơi, cái nhiệm vụ của Chay là đi tìm ngôi sao đó cô chú. Gì nữa? Ủa tưởng đi ra rồi chứ. Trời đất ơi. Coi được không? Trời ơi. Trời ơi con này. Trời ơi nè, tên cho cô đợi đụng đầu nè nha, cẩn thận nha. Trời nó vô lụm cái đó ra đó. Ai mượn con ráng chịu đi. Đi không? Yes. Từ từ con, từ từ thôi. Rồi sáng giờ không được ra đường phải không? Giờ mày dẫn con đi nha. Đây, trời ơi, đi, trời sáng giờ không được ra đường, giờ ra đường xiển niển luôn cô chú ơi.
Chà, nay mặc cái chơi áo phong cách này dữ rồi nha. Áo quần bó, cái chơi phong cách áo dài dài chút. Hay đó, trời, hay đó, phải không? Hay chưa? Thấy con người ta thân thiện dễ sợ không? Trời, mỗi lần ra đây là ngồi ngay chú xuống chỗ đó bắt bứt cỏ là sao không không hiểu nổi. Từ từ thôi con. Vui không? Từ từ. Trời ơi trời. Đi đâu quá? JD, where you going? Come back. Please. Come back. Trời ơi. Đi vô. Con chạy cứ chạy vòng vòng với cô chú trong nhà, mẹ ở nhà bự quá đâu có chạy được, ra ngoài đây chạy. chạy không biết điểm dừng luôn. Cái gì á sao thôi, mình đừng có chơi đây được không con, mình đi vô trong kia được không hả con, chạy mẹ sợ quá đi. Vô trong kia đi con. Rồi làm gì? Wow, good job. JD, what color is this? Huh? No, hold on. What color is this? White. Black. Đúng rồi. Đi, nắm tay mẹ. Why? Đó, đây chờ nó không muốn đi rồi, nó nằm xuống vậy đó coi được không? Cái gì vậy con? Chữ gì á? Con lại con chỉ mẹ coi chữ gì? Trời ơi, lại chữ N. Nói đi con, N. O. Trời ơi, tự nhiên chỉ xuống chữ. Nè, con nói nè, lại mày chỉ nè. Chỉ đi. Say N. O. Trời. Vuốt tóc miết luôn. Con nói đi, car. Cái chiếc xe này màu gì? What color is this? White. Đúng rồi, white. No, red. Cái màu đó là màu đỏ, red. Xuống đây con. Cái đó cái gì? Con nói gì? No running, JD. Màu đó màu gì? Màu gì? White. Đúng rồi. Màu đó màu gì? Silver. Ủa giờ đi coi màu xe hả? Đừng chạy đâu đây chi. Black. Đúng rồi. Đó, cái đó phải black. Gray. No, not blue. Black. Đúng rồi. Màu đó màu gì? White. Trời ơi. White. Trời, sao nhiều xe trắng dữ vậy hả? Rồi, cái màu này màu gì? Ê. Red. Đúng rồi, thôi đi vô. Đi ra ngoài đây chơi nguy hiểm quá. Đi. Cái gì yêu chỉ mẹ coi, yêu đâu. Yêu đâu. Thôi đi kìa, đi chạy hai tay dương dịch không được. Chạy vô khi dương dịch thì để hai tay chạy. Chắc thấy nguyên đám dịch kia chạy vậy, giờ bắt chước chạy theo đó. Coi á, làm gì á, đâu rồi. Chạy đi. Wow. She must be the most photographed baby in the world. I swear. On TV, video, camera. Jade,
don't know, but you're a star. You got it. More like this. Big kisses. Can you give me a kiss? Blow him a kiss. No, she's about to come down to give you a real kiss. Well, give me a kiss. Yeah. Good job, JD. High five. High five. High five quick. High five. All right. You're good, huh? Smile, mom. Ai chạy, thôi đừng có chạy ra ngoài chi, bước vô. Ai nó cũng hung được các bạn. Người ta kêu là blow a kiss thôi, cho nên hung bị gió thằng đi cho nó tuột xuống hung luôn. Gió còn chi cả cái chạy à? Trời. Gì à? Con gì à? Ai kìa chạy. Ê ê ê, lọt. Trời, thì tự nhiên nó xuống cái lỗ là chi thôi, phải phá không? Có phải là phá không đó, nó lọt mà vẫn còn xuống. Là cố tình đó. Cái này là cố tình chứ không phải là Ê cái gì dưới ạ? À? Gì vậy? Đá hả? Đá đỏ. Cho dừa. Đi đâu à? Lụm đá đi đâu à? Trời ơi, lụm đá lại đá chậu. Có được không? Chạy chạy, lắc kỳ đâu chạy? Lắc kỳ đâu rồi? Kiếm kiếm. Thôi lụm đá nữa. Yêu. Có yêu không? Đó, đó, đó. Tại sao lại làm như vậy? No more, no more. Không làm nữa, không làm nữa. No more. Stop. Stop. Con nói đi, stop. Hoặc là nói stop. Chạy đi, I'm not even joking. Stop. Stop. Rồi, nói như không vậy đó. Rồi. Rồi, không chọi nữa, để ra thôi. Ừ, giờ không có chọi nữa, để ra đây. Nó giỡn mặt với tôi không? Chú chù gì? Bữa nay trời cũng ui nha. Mát mát chứ không phải là nóng luôn nha. Không lẽ hết hè rồi sao chay? Không lẽ hè chứ có gì vậy thôi sao chay? Thôi bây giờ mình đi về nhà mình chơi mấy cái đồ chơi của mình ở nhà đi chay. Chơi cát, chơi đồ đi con. Đi. Lùa đá vô đi, người ta đi, người ta đụng á. Ta... say hi. Say hi, Dolores. Well, hello. You want to see what I got? Come here. Look. JD, where are you going? Oh, that's her house. What's your saying? That's my house. You want to play ball with Dolores? Ball. Oh, is that good job, JD. Chơi mặt có được không? Ok. Đâu à? Đâu à? No. Đi xuống lắm. Yeah, go get it. Đó, cô chú thấy mẹ sáng tạo em lên chưa? Đó, như vậy mới giang hồ hết chưa? Ơi ơi ơi. Quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ mà ai ngờ là bả. Đó, dữ chưa? Giang hồ mà. Đó. Thả cho mẹ coi. Go. Một, hai, ba.
Đó, phía sau một cô gái đó cô chú. Hôm qua mày nói rồi phải không? Phía sau một cô gái là một bà mẹ cầm cái camera quay miết luôn. Quay như khùng như điên. Sớm này chay là trung tâm của sự chú ý của sớm này nè cô chú. Thấy mẹ nè. Bây giờ đi theo qua đi đâu rồi sao? Theo qua. Oh, wow, look at Dolores' new nails. Polish. See my fingernail polish? That's nice. You like that too? What color is that, JD? What color is that? Is that pink? Pink. 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 Not pretty. I don't have pretty nails. Let me see yours. Oh yeah, one. Let's count yours. Ready? One, two, three, four. Five. I'll count mine. One. Say it, JD. Two. Three. Nhấn mạnh chung. Nhấn chung. Three. Four. Chụp. Wait. What about that one? One more. Five. Yeah. You want to come in? You want to come in? Here. Watch the ball. It's going to roll. Ooh. Doing laundry for Kathy. Oh yeah. She was out at the island for. Wee. Wanna look around? Yeah. Khoái mấy con trong đó lúc nào lại tới lại mấy con trong đó. Yeah. There's some things in there. Huh? No, it don't open. Broke. It won't open. Coi thôi con. You see? Đồ dễ vỡ. You see some things in there. Cấm đụng. It don't open. It's locked. Yeah, locked. Yeah, you want to bounce ball? She, no, I'd like to get in there. You see? But you gotta get in it. It's locked. Khoái mấy cái đồ trong đó đó. It's locked. Do you know what locked means? See the flower? Flower. Big. Flower, đúng rồi. Two. Count them. Want to count the flowers? JD, say magazine. Ôi, qua nhà ta đứng múa đồ này kia. See what's in there? See, now I just want to look around. I was washing clothes. Trời ơi, coi cái thương không? Còn hai bà cháu ngồi cái thương không cô chú? Vô đi chay, vô. All day long. Con có nói. Vui thì cái chỗ cô bán hàng có bao lâu nhỉ? Chịu không nổi với bà thì there goes Jake. Mẹ hồi đứt bông con ta luôn. No.
Say it. Don't. Don't. No. Yeah, nó hửi đó, hửi đó, hửi đó. Nó hửi đó, hửi đó, hửi coi, hửi coi, hửi coi. Đó. Yes. Ooh, wow. Chợ ông sao không hả? Mặt quá lém lĩnh kìa. Tội nghiệp ông ngồi y như tình bà cháu ấy thương không? Thời nãy lại hung ông kia nữa chứ. Trời ơi. Ông đó cũng thương lắm á. Gì nữa? Gì? Nó giờ kéo đôi tới đồ khác của người ta phá rồi cô chú. Nó giờ lại phá hoa. Cái con nó không làm bể bình hoa này nó chịu không nổi nè. Ngọc đảm bảo luôn. Nó không làm bể cái hoa này nó chịu không nổi. Thôi coi chạy ra tôi. Chị đi say thank you. Chị đi say thank you. Cái gì? Can you say thank you? Trời ơi, gì vậy? Cái gì vậy? Thank you. Round and around you go.